chị. Hello, xin chào quý chị và các bạn nha. Quý chị và các bạn ai đã thấy Hân rồi nhanh tay chia sẻ livestream và ba đất bất kỳ giúp Hân và quý chị và các bạn nha. Rồi xin chào tất cả quý chị và các bạn nha. Xin chào tất cả mọi người. Rồi quý chị và các bạn nào là thấy Hân rồi mình nhanh tay chia sẻ ba livestream. Livestream và ba rất bất kỳ nha. Sau đó comment trả lời cho câu hỏi mũi gì không dùng để ngửi nha. Trả lời cho câu hỏi mũi gì không dùng để ngửi. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment nếu các chị và các bạn biết đáp án của mình nha. Nếu các chị và các bạn nghĩ đó là đáp án của mình thì nhanh tay comment cho em biết nha. Chào Như Như, chào Xuân Đậu à. Rồi chào Kim Dung, chào các chị và các bạn mới vào nha. Mũi né, mũi mũi né, xin chào các chị và các bạn mới vào nha. Mũi gì đây các chị và các bạn ơi, mũi Tàu chưa phải nha. Mũi gì đây, mũi Cà Mau vẫn chưa phải nha các chị và các bạn ơi. Mũi Cà Mau vẫn chưa phải nè. Rồi mũi gì đây mà không dùng để ngửi các chị và các bạn ơi. Mũi này không dùng để ngửi nha các chị và các bạn. Rất là quen thuộc thôi, câu hỏi của shop bao giờ cũng là một đáp án rất quen thuộc các chị và các bạn nha. Mũi kim vẫn chưa phải đáp án của mình các chị nha. Mũi gì đây các chị và các bạn ơi. Mũi gì không dùng để ngửi, mũi dao chưa phải nha. Mũi dao chưa phải đáp án của mình. Các chị và các bạn nhanh tay comment nếu các chị các bạn đoán được đáp án của mình là gì các chị và các bạn nha. Đúng rồi. Nhớ sẽ điền ba rất trước khi đó, trước khi mà mình comment đáp án thì các chị và các bạn nhớ sẽ điền ba rất nha. Lỡ may mà mình có trúng đáp án thì mình cũng sẽ được tặng một combo siêu sinh của shop, bao gồm một áo và chân váy nếu các chị và các bạn đã xa. Còn nếu các chị và các bạn chưa xa thì bên em sẽ không công nhận và không trao quà cho các chị và các bạn được nha. Rồi chị Hà Vy, mũi thuyền chưa đúng ạ. Mũi tên chưa đúng các chị các bạn. Mũi hè, mũi né chứ không phải các chị các bạn nha. Đúng rồi, ok nha. Mọi người cứ đi theo hướng đó là sẽ trúng nha. Mũi gì không dùng để ngửi nào mọi người ơi, mình cứ đi theo cái hướng nãy giờ mọi người đã đi là được nha. Và nhanh tay chúng ta chia sẻ ba rúp và một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. Không có khó đâu mọi người ơi, mũi là số lượng, cái mũi nó không có nhiều. Mình chỉ cần lọc ra các cái đáp án mà sắp đã bảo là không chính xác là mình chọn là cái đáp án khác là sẽ chính xác ngay và liền thôi. Rồi bây giờ trước tiên thì chúng ta hãy nhanh tay chia sẻ vào ba group và một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án của mình mọi người nhé. Xin chào Huỳnh Như, xin chào chị Lê Diện, mùi chích không phải nha. Tâm trời mũi dài chưa phải nha. Thanh Tường Vy mũi dài chưa phải nè. Mũi Tàu chưa phải nha. Mũi dài chưa phải mọi người ơi. Nhanh tay trả lời cho câu hỏi mũi gì không ngửi được. Rất là dễ thôi mọi người ơi, không có khó đâu nha. Mũi gì không ngửi được nha. Và nhanh tay chia sẻ để sắp gợi ý cho mọi người nha. Mũi tên chưa phải, mũi kim chưa phải đâu mọi người ơi. Mũi tên chưa phải nha. Để nó bay bay vậy. Mũi gì không hiểu được, không ngửi được mọi người ơi. Mũi đò hả chưa phải nha. Mũi thuyền chưa phải mọi người ơi. Rồi xin chào tất cả các chị và các bạn nha. Như đã hứa thì siêu sắp đã quay trở lại. Và đây sẽ là livestream cuối cùng của ngày hôm nay. Nên các chị và các bạn nào chưa săn được những cái combo siêu hot của siêu shop thì chúng ta nhanh tay vào tham gia mini game là bước thứ nhất. Sau đó thì chúng ta hãy cùng nhau săn những cái combo đồ rất là đẹp trong ngày hôm nay mọi người nhé. Rồi các bạn và các chị ơi, chưa xa thì mình nhanh tay xe liền ba rất bất kỳ giúp em nha. Và trả lời cho câu hỏi mũi gì không dùng để mũi gì không dùng để ngửi các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay nhanh nói với chị có thì xem ai gọi. Ok rồi mọi người nha, sắp tiếp tục đọc đáp án của mọi người nha. Mũi né chưa phải như Quỳnh ơi. Mũi lòng là mũi gì à, chưa phải. Mũi dao chưa phải mọi người nha. Mũi lòng chưa phải nha. Mũi dày chưa phải nè. Mũi lê ơi, cổ lên mọi người ơi. Mũi hư hả, mũi hư là mũi gì ta, mũi bị bệnh đó hả, chưa phải nha. Mũi nghẹt hả, chưa phải nha. Mũi dao chưa phải nha Như Phương ơi. Mũi giả, mũi giả chưa phải nha. Mũi giả mình có làm mũi mình mũi vẫn được mà. Mũi giáo chưa phải nha. Mũi né chưa phải mọi người ơi. Cổ lên nào. Mũi dao chưa phải mọi người nhá. Mũi gì không dùng để ngửi, một câu hỏi rất là sáng tạo và sắp đang trông chờ những cái đáp án thật là chính xác, thật là hay từ mình nha. Cái đáp án nào mà không chính xác thì sắp rất là muốn thấy cái đáp án mình sáng tạo thì sắp cũng rất là vui luôn. Nói chung mini game mà mọi người gọi là sao gì ta, mình động não một tí mình chọn ra cái đáp án sáng tạo thì sắp rất là hoan nghênh luôn nha. Rồi mũi dao chưa phải, mũi tàu chưa phải, mũi thân hả, mũi thân là gì ta, chưa phải. Mũi tàu chưa phải, mũi dao chưa phải, mũi thân chưa phải nha. Mũi né chưa phải, mũi thuyền chưa phải, mũi gì trời. Nếu mà sắp mà đọc trả lời cho mọi người thì mọi người biết đáp án mất tiêu rồi. Nên các chị và các bạn ơi, mình nhanh tay kéo lên review lên rồi shop sẽ gợi ý
đáp án cho mọi người nha. Đúng rồi. Rồi mũi tên chưa phải, mũi tim chưa phải, mũi giác chưa phải nha. Mũi tên chưa phải cái gì mà có mũi của người ta. Mũi Cà Mau vẫn chưa phải nha. Mũi nón hả? Mũi kim vẫn chưa phải các chị và các bạn ơi. Chưa có đáp án nào đúng hết. Và mình cũng gần với đáp án của shop rồi các chị và các bạn nha. Mũi nail, mũi tim vẫn chưa phải đáp án nha. Mũi nail, mũi tim vẫn chưa phải đáp án của mình. Mũi tim vẫn chưa phải đáp án của mình các chị và các bạn ơi. Nhanh tay comment nếu mình biết đáp án nha. Nhanh tay comment nếu mình biết đáp án của shop các chị và các bạn nha. Nhanh tay các chị và các bạn nha. Rồi mũi kim chưa phải đáp án của shop các chị nha. Mũi kim chưa phải đáp án của shop. Mũi gì đây? Một câu không hề dễ nhưng cũng không hề khó các chị và các bạn. Rồi. Câu này mình dùng để mình đối nhau thì rất là vui các chị và các bạn đúng không các chị ạ? Các bạn rồi. Các chị nào mà hôm nay mà đoán ra được đáp án thì em thấy cực kỳ xuất sắc luôn á, cực kỳ xuất sắc luôn. Các chị và các bạn mình nhanh tay nha. Rồi mũi khoan hả mọi người ơi, mũi khoan chưa phải nha. Rồi mọi người nhanh tay trả lời cho câu hỏi mũi gì không dùng để ngửi nha. Và bây giờ mọi người ơi kéo lên 200 view để sắp lật đáp án nè mọi người ơi. Kéo lên 200 view để mình lật đáp án nè mọi người ơi. Trời ơi hôm nay là một cái câu hỏi rất là thú vị mở đầu trên chương trình. Thì mọi người ơi, mọi người nghĩ đáp án là đáp án gì đây? Nhanh tay comment cho sắp biết nha. Comment cho sắp biết với chị và các bạn nha. Mũi gì không dùng để ngửi Serin Ba rất trước khi trả lời đáp án. Để một xíu nữa lỡ mình là người chính xác thì các bạn có thể nhận quà của shop mà không phải lo không hợp lệ nha. Rồi mũi đắp chưa phải, mũi sâu chưa phải, mũi hư chưa phải nha, mũi cao chưa phải, mũi gã chưa phải, mũi Cà Mau chưa phải nha, mũi da chưa phải các chị và các bạn ơi. Chưa có đáp án nào chính xác hết. Các chị các bạn cố lên nào, cố lên nào. Mình sắp gửi đáp án, mình sẽ gửi đáp án liền bây giờ cho các bạn nha. Chỉ hai từ, đáp án bao gồm hai từ. Hai từ là đã tính từ mũi rồi nha. Đã tính từ mũi rồi nha các chị và các bạn ơi. Đã tính từ mũi rồi là mình chỉ cần tìm thêm một từ nữa thôi. Vậy là mình chỉ cần tìm thêm một từ mà mình được ngay một set áo quần bao gồm một chiếc áo sơ mi cực xinh đi kèm với một cái chân váy. Các chị và các bạn nhanh tay tham gia liền các chị và các bạn nha. Mũi khâu chứ không phải mũi tàu, chứ phải mũi ná, chứ phải mũi tàn, chứ phải nhiều mũi ai mà biết ba. Trời ơi phải chọn bất kỳ mũi nào mình xem thử cái khả năng đoán của mình tới đâu chứ mọi người ơi. Mũi dây, mũi né, mũi tên, mũi chân, mũi dê, mũi vá, mũi dép chưa phải đáp án các chị và các bạn nha. Rồi mình nhanh tay comment những chị và các bạn biết nha. Ok, bây giờ mình gợi ý nha. Từ này gồm hai từ thôi mọi người ơi. Mũi là từ thứ nhất. Bây giờ tìm một từ nữa mọi người ơi. Tìm một từ nữa nhanh và liền nha. Mũi gì mọi người ơi? Rồi tìm một từ nữa thôi các chị và các bạn ơi. Mũi đã là từ thứ nhất rồi. Mũi đã là một từ rồi. Và thêm một từ nữa là từ gì đây? Mũi gom, mũi đao, mũi ngạt mũi hả? Ngạt mũi chưa phải các chị và các bạn ơi. Mũi hô hả? Có mũi hô hả các chị và các bạn? Em nghe thấy răng hô chứ em chỉ thấy mũi hô. Mũi kim, mũi gương. Máu mũi hả? Máu mũi, mũi ngạt, mũi tên. Rồi em sẽ gửi đây. Sau từ mũi không phải là từ đầu tiên của mình nha. Đúng rồi, từ mũi không, mũi không phải là từ đầu tiên đâu. Từ mũi không phải là từ đầu tiên đâu. Vậy thì từ mũi có hai từ. Từ mũi không phải từ đầu tiên. Vậy thì nó đứng đâu mọi người ơi? Nó đứng đâu ạ? Và mình thêm một từ nữa nha. Mũi Cà Mau, mũi to hả? Chưa phải nha. Mũi tàu, mũi hông, chưa phải. Mũi khoan, chưa phải các chị và các bạn. Mũi, từ mũi không phải là từ đầu tiên các chị ơi. Từ mũi là từ thứ mấy đây? Thứ mấy có hai từ và từ mũi là từ không phải là từ đầu tiên nha. Rồi mình nhanh tay lên. Kéo view lên các chị và các bạn ơi, kéo view lên nha. Mũi phố à? Chưa phải từ mũi không phải từ đầu tiên mà. Lật luôn. Trời, em sẽ lật. Chờ em sẽ lật luôn nha. Mọi người ơi, bây giờ sắp sẽ lật đáp án đây. Và ai chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ nha. Bây giờ là chúng ta có hai từ nha. Đó là từ mũi là một từ. Và tìm một từ nữa thì không có gợi ý là cái từ mũi không phải là từ đầu tiên. Có nghĩa là chúng ta có thể là mũi đứng trước hoặc là mũi đứng sau nha mọi người nha. Và đây là từ mũi. Bây giờ mọi người tìm một từ nữa nha. Và sắp gợi ý lúc nha. Bây giờ mọi người hãy tìm cái từ nào mà nó đứng đầu cái chữ mũi mọi người ơi. Đứng đầu rồi mới tới từ mũi nào. Đứng đầu rồi tới từ mũi mọi người ơi. Tịch mũi không phải nha, sổ mũi không phải nha. Mũi gì không dùng để ngửi mọi người ơi. Và bây giờ mình tìm một cái từ đứng đầu đi. Một từ đứng đầu rồi mới tới từ mũi. Sổ mũi chưa phải nha mọi người ơi. Sổ mũi chưa phải, cố lên nào. Từ mũi rồi, từ trước từ mũi là cái gì các chị và các bạn ơi?
không phải. Nè, mũi chưa phải. Hẹt mũi chưa phải nha. Nước mũi chưa phải nha. Nước mũi chưa phải các chị và các bạn ơi. Từ gì đầu tiên đây? Em sẽ gợi ý chữ cái đầu tiên của từ này nha. Gợi ý chữ cái đầu tiên của từ này cho các chị và các bạn. Đỡ rắc rối nha. Rồi các chị và các bạn đang băn khoăn lắm đúng không? Không sao, em sẽ làm cho hết băn khoăn nha. Chữ D các chị và các bạn ơi. D mũi là từ gì đây à? Từ D và từ mũi. Chữ D và từ mũi là từ gì đây các chị và các bạn ơi? D và mũi nha. D và mũi nha. D và mũi. Từ D mũi. D mũi là cái gì đây các chị và các bạn? Mở đầu bằng từ D và kết thúc bằng từ mũi. Đóng mũi à? Đóng mũi không được. Chưa phải. Đầu mũi chưa phải các chị các bạn ơi. Đít mũi. Đánh mũi hả? Chưa phải nha. Đít mũi chưa phải. Cái gì đây? Đầu mũi. Cái gì đây? Đây là một địa danh. Đây là một địa danh các chị nha. Một địa danh nha. Một địa danh nha. Chữ D rồi. Các bạn nào mà học giỏi địa lý là rất là biết luôn nè. Đúng rồi, chữ D là mà không biết luôn mọi người ơi. Chữ D mũi. D mũi là cái gì mọi người? Địa danh các chị và các bạn ơi. Địa danh, địa danh nha. D mũi địa danh. Chị mũi nè. Không phải các chị ơi. Đầu mũi không phải, đầu mũi gì? Đầu mũi không phải địa danh. Gần đúng rồi. Đất okay, mũi rồi. Okay. Xin chúc mừng Nguyễn Thị Phương Trâm. Inbox địa chỉ kèm số điện thoại giúp mình. Đất mũi là đáp án của mình nha các chị và các bạn ơi. Đất mũi đây. Đất mũi là đất Cà Mau hay còn gọi đất Cà Mau, nhưng mình lấy đáp án đất mũi nha. Rồi, 99.000. Chương trình sale 99.000 sẽ bắt đầu ngay đúng bây rồi. Giờ các chị và các bạn nha. Và mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chương trình combo 99.000. Mọi người có thấy sốc không? Combo gồm áo sơ mi Hân đang mang quá xuất sắc. Và cái combo này không có thuộc chương trình 99.000, nhưng mà sắp vẫn chơi lớn với mọi người luôn. Hôm nay chơi khô máu với mọi người luôn nha. Đây là livestream cuối cùng rồi, nên là chị nào chưa đặt thì tranh thủ đặt nha. Bộ của Hân đang mang là 99.000, rất là rẻ luôn. Và áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream mọi người nha. Bộ này dưới 55kg vô tư mặt nha. Bộ này dưới 55kg vô tư mặt nha mọi người nha. Bộ này dưới 55kg và 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong livestream. Kết thúc livestream mình chỉ có chốt được một bộ thôi, giá là 129.000. Mọi người đặt hàng hãy nhìn kỹ cái giá tiền để mà mình không có lẫn lộn mọi người nha. 99.000 áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong livestream. Chúng mini game là inbox gửi hàng cho shop nha. Yumi Vân ơi sắp gửi rồi nha. Nói chung là quà mini game nếu mà lâu quá chưa quá 7 ngày mà mọi người chưa nhận được thì cứ inbox hỏi shop nha. Nói chung ai chúng là sắp gửi hết, cứ inbox cho shop địa chỉ là được nha. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với combo này 99.000 cùng một chiếc áo sơ mi đen có cái tay ren như thế này, quá xuất sắc. Cái áo này rất là đẹp nha. Và mình phối hợp với một chiếc chân vải kaki, nó có súp ly nhẹ ở dưới. Đó, có một hàng nút xin ơi là xin như thế này, 99.000 nha. Và chúng ta cùng nghe mã của bộ này nha. Xin vậy ta. 99.000 áp dụng khi các chị mua hai combo bất kỳ trong live các chị và các bạn nha. Còn mua một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Dưới 55kg, dưới 55kg mình hẳn chốt nha. C14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. C14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. C14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi các chị nhanh tay comment giúp em C14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn. Chốt hàng nha. Rất là xinh luôn các chị và các bạn nha. Em comment các chị ơi, đừng nói về mini game nữa nha. Em sẽ không tranh cãi về mini game nữa nha. Rồi ok, em cho chị Lê Thủy inbox địa chỉ và số điện thoại giúp em. À, cho em địa chỉ và số điện thoại trên đây luôn à. Rồi em lấy C14. Minh Tụ chốt cho Minh Tụ lấy cho mình địa chỉ và số điện thoại nha. Thuận Hoàng, Thẩm Hoàng cho mình địa chỉ liền nha. Trường Mai, ok Trường Mai nha. Có địa chỉ của mình rồi. Susuna, mình chốt cho Susuna luôn nha. Phạm Yến cho mình địa chỉ và số điện thoại luôn Phạm Yến nha. Cho mình địa chỉ và số điện thoại nha Phạm Yến ơi. Nguyên một combo chỉ có 99.000 nha. Và các chị áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live, mỗi combo 99.000. Comment cho em C14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Mọi người ơi, kết thúc live thì lấy một bộ là 129.000 nha. Mọi người lưu ý giá giúp shop nha, chứ đừng có nói là ủa sao báo 99 mà 129 là sao. Thì mình, nếu mình lấy một bộ là bao nhiêu mọi người ơi? 129.000 nha. Các chị ơi, một combo duy nhất 129.000 nha. Một combo duy nhất 129.000 các chị và các bạn nha. Ok, xin chào các chị và các bạn nha. Comment chút là không được. Các chị và các bạn ơi, theo kết quả là có rồi, mình không tranh cãi nữa nha. Ok, Phạm Yến cho mình địa chỉ nha. Cảm ơn Lê Thị Dũng nè. Rồi, hoàn toàn cho
mình địa chỉ nha. Phạm Yến cho mình địa chỉ, Hoàng Mạnh cho mình địa chỉ và số điện thoại nha. Hoàng Mạnh ơi, ai chưa có số điện thoại và địa chỉ em không chốt hàng được ạ. Áo đó có chân váy khác không ạ? Các chị và các bạn ơi, hài lòng với sự kết hợp này thì mình đặt C14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Còn nếu không thì mình có thể qua mẫu khác chị và các bạn nha. Đúng rồi. Nhã Phương, em đang mặc bao nhiêu vậy? Sếp em đang mặc có giá là 99.000, áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ. Còn nếu một combo duy nhất thì chị có giá là 129 ạ. 129.000 nếu mua một combo duy nhất. Không bán áo riêng nha. Em bán nguyên set 99.000 các chị và bạn nha. Nguyên một set bao gồm áo và chân váy chỉ 99.000. Và áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong line, mỗi combo sẽ có giá 99.000. Và chốt nhanh tay chốt thì mình còn hàng, chặt tay thì mình hết mất các chị và bạn nha. Em chưa nhận được hàng, Sam Choi ơi, inbox thì chị inbox giúp chị nha. Em nói giúp chị inbox trong inbox để chị có thể xử lý đơn hàng của em nha. Kiểm tra cho nha. Rồi mọi người ơi, bây giờ chúng ta hãy nhanh tay đặt C14 mà Hân đang mang nha. Hân sửa lại cái cổ áo cho mọi người thấy rõ cái form này nha. Đó, đây là một chiếc áo sơ mi co tay ren như thế này, phối hợp với một chiếc chân váy co tay knit phía dưới. Xin ơi là xin như thế này, vải rất là đẹp nha. Bộ này vải rất là đẹp, xuất sắc luôn nha. Rồi C14 kèm số thoại kèm địa chỉ, mọi người comment đúng cú pháp giúp shop nha. Dạ ok anh Nam Nguyễn ơi, comment giúp shop là số điện thoại địa chỉ luôn nha. Chúc cho cà rốt C14 comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Chị Hà Nguyễn C14 comment địa chỉ số điện thoại giúp shop nha. Rồi chúc cho Trần Tuyết Ngân C14 nhanh tay mọi người ơi. Còn 20 giây nữa sắp sẽ qua C15 nha mọi người nha. Và qua mẫu thì sắp sẽ trở về giá 250. Bộ này giá gốc là 250 nha. Sau livestream vui lòng đặt giúp shop với giá 250.000. Cà rốt người... ơi cho mình địa chỉ nha. Nhã đúng Phương rồi. Cho mình địa chỉ luôn Nhã Phương ơi. Trần Tuyết Ngân cho mình địa chỉ luôn nha. Không bán riêng mà gửi vải cho tôi làm gì? gì trời. À, áo chị mặc có màu khác không mà? Áo chị mặc không có màu khác em nha. Các chị và các bạn ơi, ăn nói lịch sự một chút thì em sẽ bán hàng cho mọi người nha. Ừ, chị nào không lịch sự thì em sẽ lóc nha. Rồi Tâm Choi ơi, C14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Có size S không ạ? Mọi người ơi, 55kg trở xuống thì em bao vừa cho mọi người nha. 55kg trở xuống em bao vừa cho mình nha. Địa chỉ các chị và các bạn ơi, chị nào, các chị và các bạn nào chưa cho địa chỉ thì cho giúp em. Đây, em sẽ zoom toàn cảnh cái áo này chất liệu như thế nào luôn nha. Rất là đẹp các chị và các bạn ơi, chất rất là đẹp, em bao đẹp luôn cho mọi người nha. Chất này là chất von gì chị? Von cát các chị và các bạn nha. Bon em muốn lấy size Phạm Yến ơi, cứ chốt hàng đi nha, mình sẽ tư vấn size khi gọi điện thoại nha. Dưới 55kg là mình bao vừa cho sếp này đúng rồi nha. Khi mà sắp chốt hàng á, sắp sẽ alo cho mọi người và nói là mình bao nhiêu ký để sắp mà tư vấn kỹ là mình có vừa với bộ đó hay không. Mọi người cứ yên tâm nha, 99.000 áp dụng khi mua 2 bộ bất kỳ trong line nha. Nếu mình chỉ lấy có một bộ này thôi giá là 129.000 mọi người nha. Nếu mà mình chỉ lấy có một bộ thôi là 129.000. Còn kết thúc line mình chọn được 2 bộ bất kỳ thì một bộ sẽ có giá 99.000 nha. Bộ cao 1m55 và nặng 45kg nha chị Sam Nguyễn nha. Chị ánh qua đi. À, ok Thẩm Hoàng sắp thấy địa chỉ rồi nha, 38kg vừa nha. Có set nào dành 53kg không? Chị Thu Quyên set này 53kg mặc vẫn vừa nha. Sơ mi này rất là dễ thương luôn nha. Rồi C14 sẽ qua mẫu trong 10 giây cuối cùng nha. Chúc mừng Trần Lê mẹ chị sắp nha. Tâm Trời ơi, comment địa chỉ số điện thoại giúp shop luôn nha. Nhã Phương sắp chốt rồi nha, comment địa chỉ giúp shop. Mọi người chưa có địa chỉ thì nhớ comment liền nha. Tại vì shop sẽ không, tại vì đơn hàng rất là nhiều nên là mọi người giúp shop cho địa chỉ số điện thoại thì shop gửi hàng nhanh nhất mọi người nha. Chứ không là shop làm hàng rất là lâu luôn á. Mọi người comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho Trần Tuyết Ngân C14 luôn nha. Rồi ai lấy C14 thì nhanh tay comment giúp shop nha. Dạ chúc cho Anna Hoàng Hằng ơi 38kg vừa chị nha. Dạ Phạm Yến chúc C14 ok nha. Bây giờ mình sẽ qua Phạm Yến qua C15 mọi người nhá. Rồi các chị và các bạn ơi, em qua C15 nha. Một cái combo của em, các chị và các bạn chốt thì mình nhanh tay chốt C14 gặp số điện thoại kèm địa chỉ. Bây giờ em sẽ qua mẫu luôn các chị và các bạn nha. Ok chị Tâm chờ nha. Chốt B1A, chị Tâm chờ hàng đang trên đường về á chị ơi. B1 là mới đây nên hàng đang trên đường về, chị thông cảm nha chờ. Tại biết sao chị, hàng chị mới đặt hôm B là mã B là mới hôm qua mà chị ơi. 40kg vừa nha Thúy Hiền nha. Nói chung đồ bên shop mặc cỡ càng ốm thì mình mặc càng xinh nha. Mình là cái đồ bên shop là nếu chị nào bạn nào mặc cỡ size S và M thì mình mặc vô tư nha. S và M thì mình vô tư đặt nha. Và 40kg thì mặc ok nha mọi người. Có sao không chị? Rồi ok qua mẫu. Ok đây là mã C15 nha. Bí Ngô comment gì đó Bí Ngô ơi. Rồi đây là C15 nha. C15 là sự kết hợp của một chiếc áo trẻ vai hoa
đó, trễ vai hoa như thế này. Trễ vai có cái phần hoa họa tiết điểm nhấn nhìn xinh ơi là xinh. Mình phối hợp với một chiếc chân váy quần mọi người nha. Đó, đây là váy quần nha, không phải là váy thông. Đó, nó là váy quần nha, xinh lắm. Cái màu cam nâu đất này rất là lạ nha. Nâu đất này rất là lạ. Và cái hàng váy này nha, mọi người có thể thấy là nó cách điệu ba cái hàng nút như thế này nè. Có một cái nơ, nó tạo cái điểm nhấn rất là hay cho chiếc váy này nha. Mình phối hợp một chiếc áo trễ vai, mình mua cái combo này về mình tách lẻ ra mình phối cũng được luôn nha. Bộ này là C15 nha. Ai muốn sở hữu combo này thì nhanh tay cầm máy giúp shop là C15 đọc mã cho các chị đặt luôn nha. Dạ mấy chị ơi, mẫu này là mẫu C15 á. Mấy chị đặt hàng vui lòng comment số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Đúng rồi, comment C15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. C15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để đặt trong live này nha mọi người nha. Và sau livestream thì vui lòng mua giúp shop với giá là bao nhiêu? 250.000 mọi người nha. C15 là mã của bộ này nha. C15 áo trẻ vai như thế này á, mà nó có cái điểm nhấn đó là cái hoa như thế này, nhìn nó rất là xinh. Có thể là các chị đã mua cái kiểu áo trẻ vai nhưng mà nó trơn đúng không, đa số là trơn, nhưng mà áo trẻ vai hoa là rất là hiếm nha. Có họa tiết cái vải mà kiểu vải hoa để mà may trẻ vai thì nó hơi hiếm, nên là chị nào thích thì nhanh tay đặt liền nha. Dạ 129.000 nếu mình chỉ lấy một bộ nha. Kết thúc live mình lấy được hai bộ bất kỳ, giá sẽ là 99.000 một bộ nha, chị Thúy Hằng Trần nha. 99.000 áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream này nha. Rồi chúc cho chị Khanh An này, Khanh An, ok Khanh An nha. Khanh An C15, úp, đúng rồi C15 luôn. Yeah. Ok chị Khanh An C15 nha, Khanh An comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Lê Bảo C15, ok Lê Bảo nha, Lê Bảo đây là bộ thứ hai của mình, sắp có địa chỉ rồi nha. Rồi nhắc đây comment, chúc cho chị Ngọc Huyền C15, ok Ngọc Huyền ơi, comment địa chỉ giúp shop nha. 99.000 một bộ nha, Hoàng Ánh Nabi nha. Nếu mình mua 2 bộ trở lên thì sẽ là 99.000 một bộ nha. Tức là 2 bộ là 99 x 2 là 198.000 nha. 2 bộ là 99 x 2 là 198.000 các chị nha. Còn nếu mà mình chỉ lấy một bộ sau khi livestream này kết thúc, giá sẽ là 129.000 nha. Rồi chúc các chị Thu Hương C15 comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay comment giúp shop số điện thoại địa chỉ nha Thu Hương nha. Rồi chị nào chưa có số điện thoại địa chỉ nhanh tay comment giúp shop nha. Chúc cho Huỳnh Trân. Ok, chúc Huỳnh Trân C15 nha, Huỳnh Trân comment địa chỉ giúp shop nha. Khanh An ơi comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Lê Bảo comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. 99.000 áp dụng khi mình mua 2 bộ bất kỳ trong live nha. 99.000 một bộ mọi người nha. Rồi xong chưa mọi người ơi, sắp gửi 2 set đẹp. Ủa bị nhầm hả? Thì Trinh Đoàn ơi biết sao. Nói chung là mình đặt mình đừng có đổi qua đổi lại, dễ nhầm lắm. Nói chung bị nhầm là inbox cho shop liền để báo cái mã nào nhầm đi mọi người ơi. Mọi người đặt ơi cố gắng đừng có đổi nha. Biết sao hàng nó số lượng đơn nó nhiều, nhiều khi xuất kho bị nhầm một mã cái là nó bị nhầm á, nên là mọi người giúp shop đặt đừng có đổi giúp shop nha. Thì Trinh Đoàn inbox cho chị nha em nha, để coi bị nhầm cái gì sắp đổi cho nha. Rồi bây giờ mình chuyển qua C16 nha. C16 sẽ được lên trong ít giây nữa nha. Các chị và các bạn ơi, chuyển qua C16 nha các chị và các bạn ơi. C16 bao gồm một chiếc áo crop top ôm, form ôm rất là đẹp, rất là tôn dáng cho mình luôn các chị và các bạn nha. Đi kèm với đó một cái chân vải nơ quần các chị và các bạn nha. Chân vải nơ quần nha. Nguyên một combo bao gồm một chiếc áo thun và một chân vải nơ quần thì sẽ có giá là 99.000 và áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong live, một combo sẽ có giá 99.000 và một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Comment giúp em là mã C16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. C16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. C16 số điện thoại kèm địa chỉ để mình chốt combo em đang mặc nha. Các chị và các bạn ơi, nguyên một cái combo này rất là xinh ạ. C16 nha. Rồi chị Thu Hương chúc Bình Phước chọn trong thành Bình Phước hả? Chị Thu Hương hồi nãy chúc C15 dạ ok chị ạ. À, có bộ 40kg không? Bộ này 40kg mặc cũng 3 người nha các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn comment cho em là C16 gặp số điện thoại kèm địa chỉ. Áo này có màu khác không? Không có màu khác chị và các bạn nha. 3 combo thì sao ạ? À, 3 combo vẫn là 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. 99.000 mỗi combo nha. Đúng rồi, các bạn chốt thì nhanh tay chốt liền nha. 2 bộ trở lên sẽ có giá là 99.000 một bộ nha. Bộ này rất là xuất sắc này. Cái áo á, cái áo là áo form, cái vải thun gân nha mọi người nha. Áo này là vải thun gân á, đó, mặc rất là mát nha. Thở xuống cho các chị thấy cái form này. Đó, cái áo form ôm nhìn rất là xinh như thế này. Đó, cái áo như thế này nha mọi người nha. Mặc vải này mềm mát lắm mọi người ơi. Và mình phối hợp với một chiếc chân váy quần. Cái này là váy quần nha. Rồi C16 comment giúp shop là C16 nha. Ok chị Hương Phạm C16. Hương Phạm, chị Hương Phạm ơi, comment địa chỉ xuống phải giúp shop luôn nha. 99.000 một bộ nha, uyên cao nha, gồm áo và quần váy như thế này 99.000 nha. Áp dụng khi mình chọn được 2 bộ bất kỳ trong live nha, sắp không có bán rời mọi người nha.
shop không có bán áo rời hay là vài quần váy rời, shop bán nguyên một bộ như thế này 99.000, áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong livestream này. Kết thúc live mà mình chỉ chọn được một bộ duy nhất thì giá là 129.000 nha. Dạ chúc anh chị quyết đông C15 mà ok chị nha. Chị comment để chị giúp shop luôn nha. Rồi chúc anh chị Hà Nguyễn C16, ok chị Hà Nguyễn. Ok, chị Hà Nguyễn. Lắm vườn bên trong đây là chị các bạn nha. Chị Hà Nguyễn đây là mã thứ hai, lúc live trước em có địa chỉ của chị rồi nha chị Hà Nguyễn nha. Ok mọi người, nếu mà có địa chỉ rồi thì chỉ cần comment cái mã là được nha. Bây giờ là C16, còn ai muốn sở hữu C16 thì nhanh tay comment giúp shop mọi người nha. Comment C16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu có chị các bạn chốt combo mà em đang mặc nha. Combo em đang mặc lấy một combo áo dày. Lấy một bộ áo dày. Áo dây. Tại sao chị Mỹ Lệ ơi? Chị Mỹ Lệ comment rõ cho em biết nha. Em không hiểu chị Mỹ Lệ nói gì à. Cho em coi lại bộ áo đen dài đó bạn. Thì Yên Cao ơi, mình hết hàng rồi chị Yên Cao ơi. Mình qua mẫu là mình hết hàng rồi chị và các bạn nha. Comment cho em là C16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Bộ của em là C16 nha các chị và các bạn ơi. Em chuẩn bị qua mẫu rồi các chị và các bạn, nhanh tay comment cho em nha. Rồi C16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Nói chung là hàng sẽ qua rồi là hết hàng, mọi người tranh thủ đặt trong cái lúc mẫu đang sâu mọi người nha. Có set nào để ăn cưới không shop? À Thu Quyên ơi, mình có thể mua rồi mình phủi với cái sản phẩm trong tủ đồ của mình nha. Chứ không biết là cái phong cách của Thu Quyên như thế nào, chứ Thu Quyên như thế nào. Thì để mình, nói chung là mọi người cứ thấy cái mẫu nào mà nó phù hợp với những cái sản phẩm trong tủ đồ của mình thì mình có thể mix lại để mình đi ăn cưới vẫn được nha. Dạ ok Tài Nguyễn C16, ok Tài Nguyễn. Ok nha, sắp thêm địa chỉ số điện thoại của mình, comment địa chỉ giúp shop không nha. Hình Trân, lấy C16 có địa chỉ là trước. Ok chị Hình Trân nha, shop có địa chỉ của mình rồi nha. Ok, quyết tâm đây là mã thứ hai của mình nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop là C16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Áo màu trước. Dạ chị Mỹ Lệ ơi, qua mẫu là hết hàng nên các chị tranh thủ đặt trong lúc mẫu đang sâu nha. Qua mẫu là hết hàng rồi nha mọi người nha. Tranh thủ đặt hàng trong cái lúc mà bé mẫu còn đang đứng ở đây nha. Qua mẫu là sắp hết hàng rồi nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua C17 đúng không? C17 là sự phối hợp của một chiếc áo nhúng bèo như thế này. Cái áo này là áo nhúng nha. Đó, áo nhúng nha, cái form nó thoải mái. Nó co dạng thoải mái mọi người nha. Áo này form co dạng thoải mái nè, áo nhúng như thế này. Mình phối hợp với một chiếc trên váy đen dây rất là xinh như thế này. Cái áo này mặc mùa hè rất là xinh nha mọi người nha. Áo này rất là phù hợp với mùa hè luôn. Và đặc biệt phù hợp cho chị nào, bạn nào có đi du lịch biển hoặc đi chơi biển. Hoặc là mình mặc cái kiểu áo như thế này, mình phối cái chân váy xòe, chân váy bánh bèo khoảng rất là hợp nha. Bộ này mã là C17 mọi người nha. Ai muốn sở hữu C17 thì chúng ta nhanh tay đặt hàng nha. C17 cũng 99.000 và áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là bao nhiêu mọi người ơi? 250.000 nha. Sau live nhớ là sau live mua giúp shop với giá 250.000. Các chị tranh thủ đặt hàng trong cái lúc mà mẫu đang sâu nha. Một tí nữa mẫu qua rồi là hết hàng thì em rất là tiếc luôn là không còn nữa. Nên là các chị, các bạn nào mà ưng là thì lấy liền giúp shop nha. Mã là C17 nha. Ai muốn sở hữu C17 thì nhanh tay comment giúp shop là C17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Có áo nhúng trễ vai không chị? Nhúng trễ vai hả? Lúc nãy là shop có lên ở live trước á, shop có lên các cái combo nhúng trễ vai rồi, em có thể xem lại nha Nguyễn Thùy Linh nha. Bây giờ thì shop sẽ lên cái combo mới cho mọi người nha. Dạ ok chị Đặng Nhàn, ok chị Đặng Nhàn C17. Ok chị Đặng Nhàn nha. Chị comment số điện thoại địa chỉ giúp shop luôn nha. C17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo quá hot như thế này nha. Dạ ok chị Yến Minh luôn nè, chị Yến Minh, ok chị Yến Minh nha. C17 chị Yến Minh nha. Chị Yến Minh em có địa chỉ luôn rồi nha. Các chị mà có địa chỉ rồi chỉ cần comment mã cho shop là được nha. C17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Dạ ok chị Kim Mai Hiền, chị Kim Hiền, ok chị Kim Hiền nha. Kim Hiền comment địa chỉ giúp shop nha. Chị nào chưa có địa chỉ thì nhanh tay comment địa chỉ giúp shop nha. Và nhớ là hãy tranh thủ đặt trong cái lúc mà mẫu đang sâu nha. Qua mẫu thì thường đa số là hết hàng, hoặc là qua mẫu thì sắp lên đơn hàng đã bị chốt đủ số lượng rồi nên là sắp sẽ không có sâu lại được ấy. Nên là các chị và các bạn cố gắng chọn trong cái lúc mà sắp đang sâu đồ nha mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua C18 nữa nha mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, em chuẩn bị chuyển qua C18 trong 5 giây nữa các chị cho các bạn nha. Chốt rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua C18. Đó là sự phối hợp của một chiếc áo kiếm gì hơn. Bỏ đi em. Rồi các chị và các bạn ơi, C18 là sự kết hợp của một chiếc áo sơ mi sọc dọc và một cái chân vải bèo các chị và các bạn nha. Một chân vải bèo mà một cái áo sơ mi sọc dọc rất là xinh nha. Nguyên một combo em đang mặc đây chỉ có giá 99.000 và áp dụng 99.000 khi chốt hai combo bất kỳ trong live.
mỗi combo sẽ có giá 99.000, còn chốt một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 à. Các chị và các bạn chốt combo của em cầm ra cho em C18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. C18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha, dưới 55kg mình bao vừa nha. Đúng rồi, dưới 55kg thì cứ vô tư đặt bộ này mọi người nha. C18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ Minh Hồ. C18 giá 99.000 luôn hả? Đúng rồi mọi người nha. Cứ 99.000 một bộ, áp dụng khi mình mua 2 bộ bất kỳ. Cứ 2 bộ bất kỳ trong live thì giá mỗi bộ sẽ là 99.000 nha. Dạ chúc cho No Logan, ok No Logan nha. Comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người đặt hàng nhớ comment theo cú pháp C18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Dạ chúc cho nhiễm sinh C18 luôn nha. Mọi người ơi, sắp line này sắp chỉ còn 4 mã hàng nữa thôi. Tại vì cái line này nó rất là ngắn, nên là các chị các bạn nào chưa chọn được thì nhanh tranh thủ chọn nha. Ví dụ mình có vào trễ thì mình cứ chọn từ đây đến cuối live mình chọn nha. Sau livestream mình chọn thêm một bộ nữa ở trong cái livestream này vẫn được tính nha. Tức là sau livestream mình xem lại cái live này xong mình chọn thêm một bộ nữa vẫn được tính nha. Sắp chỉ còn 4 mã hàng nữa thôi. Các chị các bạn nhanh tay đặt hàng nha. C18 mã của Hân đang mang là C18, ok chị Thu Hương nha. Em chúc chị Thu Hương à. Chị Thu Hương có địa chỉ và số điện thoại không chị? Rồi. Rồi em chúc cho các chị nào mình có số điện thoại và địa chỉ rồi thì quần. Không cần comment cho em nữa nha. Váy hay quần, đây là quần váy các chị nha. Đây là một cái quần nhưng mà giá váy các chị ạ. À. Đúng rồi, quần váy nha. Rất là tiện các chị nha. Rồi em chúc cho chị Xuân Suna. Rồi chẳng than gì ạ. Rồi mọi người ơi, các bạn ơi, đúng rồi, nhanh tay comment C18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt nha. Đúng rồi, và sắp chỉ còn 4 mã hàng trong chương trình livestream này thôi, các chị các bạn nhanh tay đặt nha mọi người nha. Chị Xuân Xuân Na, ok sắp chốt các chị rồi nha. Rồi các chị và các bạn nào chưa cho địa chỉ thì nhớ comment địa chỉ cho shop nha, để shop làm hàng và gửi đi cho mọi người nhanh nhất nha. C18 chúng ta ở 2 rồi đúng không? C18 rồi, chúng ta chuẩn bị chuyển qua C19 nha. Mọi người đợi một tí, shop thì chuyển qua C19 ngay bây giờ nha. C19 sẽ là một cái gọi là một cái gọi là siêu phẩm. Nói chung càng về sau shop sẽ lên các cái siêu phẩm để mọi người chọn nha. Nên là hãy ở lại đến cuối live nha. Và 4 mã hàng tiếp theo sẽ được lên cho mọi người nha. Và chị nào bạn nào mà lỡ vào trễ thì giờ này mình có thể xem, mình chọn luôn. Sau livestream á mình có thể xem lại những cái bộ mà ở live trước và live này trong cái ngày hôm nay á, mình chọn thêm một bộ nữa mình inbox cho shop vẫn được tính là 99.000 một bộ mọi người nha. Đó, vẫn được tính mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, comment C18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn nha. Chốt cái gì các bạn nha. Nếu các chị và các bạn chốt nha. Rồi bây giờ mình chuyển qua C19 mình thay cái chị thấy xong. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu các chị các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đến với C20 mọi người nha. C20 đó, rất là dễ thương nha. C20 là sự phối hợp của một chiếc áo có khoen như thế này, có cái dây đan nơ như thế này. Mọi người có giờ thể về sách giùm giùm shop nha. Ở đây cho thả lông hồng luôn cho các chị thấy. Ờ, nhìn đi em. Thả lông hồng cho các chị thấy đi. Rồi C20 là mã của bé Thương đang mang nha. Đó là một cái chiếc áo cổ V màu tím hồng một tí nha, tím hồng như thế này. Mình phối hợp một chiếc chân váy đen dây như thế này, đen dây xanh rêu như thế này. Đó, nó rất nhìn nó rất là hài hòa đúng không? Và cái phong cách này mình có thể mặc đi đâu ta mình đi làm được nè. Đó, sơ mi mình đi làm được. Còn cái chân váy thì mình có thể phối với các kiểu áo cá tính một tí cũng rất là dễ thương nè. Đó. Hoặc là cái này ví dụ bạn nào còn đang đi học á thì mình có thể mặc đi học thêm nè, mặc một cái dịp lịch sự vẫn rất là hợp lý nha. Và bộ này cũng có giá là bao nhiêu mọi người ơi? 99.000 nha. Cũng có giá là 99.000. Và nhớ là hai bộ bất kỳ trong livestream là được 99.000 nha. Cứ dưới 55kg là vô tư đặt cho shop nha. C20 có vừa 1m4839kg không ạ? À? Có nha Phạm Giang nha. Nói chung là dưới 55kg là vô tư mặc. Và chị nào bạn nào càng ốm thì mình mặc càng đẹp nha. Mã này là C20 và shop chỉ còn 2 mã hàng nữa thôi. Các chị và các bạn tranh thủ đặt trong live để được giá 99.000 nha. Sau live sẽ là 250.000 nha. Sau live mọi người mua vui lòng mua giúp shop với giá 250.000 mọi người nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop là C20 nha. Ở C20 thì dưới 55kg vừa nha. Các chị nào bạn nào mà có số kỷ cỡ 39kg thì vẫn vừa nha. 1m48 tức là cái mình cũng không có ốm lắm đâu. Nếu mà 1m48 với 39kg thì nó cái cơ thể cái người của mình cũng khá là hài hòa, nên là mặc được nha Phạm Giang nha. Và chúc thêm cho Mimi C20. Phạm Giang cũng muốn lấy C20 thì nhanh tay comment C20 giúp shop nha.
Phạm Gia cũng lái xe, mưa nhân tay comment giúp shop nha. Shop chỉ còn 2 mã hàng cuối cùng, các chị các bạn tranh thủ đặt hàng nha. Dạ chúc cho Hà Việt Hải C20 ok Hà Việt Hải nha. Chị Hà Việt Hải comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Mimi ơi comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Dạ Đạt Kha C20 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Các chị và các bạn đặt hàng nếu comment địa chỉ số điện thoại cho shop luôn nha. C20 là sự kết hợp của một chiếc áo sơ mi cũ về Sinh ơi là Sinh. Quay phía sau cho các chị xem luôn mấy thương ơi. Ở C20 các chị có thể ngắm từ phía sau nó như thế này nha. Đó. Phía sau nó cổ V, nó có cái phần khoen nhẹ như thế này. Sinh ơi là Sinh. Và cái chân váy như thế này đó là chân váy kiểu đan dây, mà cái vải của nó theo cái vải gì ta? Nhung xốp đó các chị ạ. Nó co giãn, em kéo thử cái độ co giãn cho các chị xem nha. Đó. Đó, đúng rồi, nó co giãn thoải mái lắm mọi người ơi. Rồi C20 giúp sách nha. Có C16 có không? Chị Mỹ Lệ chị comment số điện thoại địa chỉ đi, nếu mà bị nếu mà còn rớt đơn em sẽ gọi cho chị nha. Chị Mỹ Lệ comment số điện thoại địa chỉ cho em nha chị Mỹ Lệ nhé. C20 đúng không? Yeah. Ok. Rồi mọi người bây giờ mình sắp chuyển qua C21 rồi và sắp chỉ còn 2 mã hàng cuối cùng thôi. Comment C10 cùng số điện thoại địa chỉ là tạm. Ok chị Phạm Dây nha, sắp biết rồi nha. Rồi các chị và các bạn ơi, mình đến với xe tiếp theo nha. Xe máy vậy? 21. Xe 21 hả? Hôm nay em có chẳng mà. Ở xe 21 các chị và các bạn nha. Xe 21 nha. Xe 19 rồi. Xe 21 nha các chị và các bạn nha. Nhanh tay comment xe 21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn nha. Xe 21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, một chiếc áo sơ mi, có một cái đây, có một cái dây. Cái dây quàng qua rất là xinh, đi kèm với đó một chân váy đuôi cá. Một chiếc áo sơ mi có một dây quàng qua rất xinh và đi kèm với đó một chân váy đuôi cá. Nguyên combo em đang mặc đây thì dưới 55 kỷ mình vừa nha các chị và các bạn ơi. Dưới 55 kỷ thì mình bao vừa. Comment cho em C24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rồi comment giúp em nha. C24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Sẽ hai mẫu cuối cùng sẽ lên luôn mọi người nha. Đây là các chị và các bạn nhanh tay comment cho em nha. Rồi chị Thanh Tuyền, em chúc chị Thanh Tuyền à. Đúng rồi, C24 là Phạm Giang à. C14 chứ không phải C14 nhé. Ok Phạm Giang nha. Ok ok Phạm Giang nha. Nói chung mọi người yên tâm, shop có một cái hệ thống tổng hợp là tất cả cái comment của mọi người, nên là shop sẽ không có sót được đâu. Nên là nếu mà mọi người comment sai mã thì có thể là shop sẽ sai hàng, nên là cố gắng comment đúng mã nha, chứ đừng có sai mã nha. Xong rồi nếu mà lỡ mình comment sai mã, xong rồi shop gửi hàng xong mọi người bảo là shop gửi sai thì rất là tội cho shop luôn. Nên là cố gắng chúng ta comment đúng mã cho shop nha. Rồi C21 nhanh tay mọi người nha. Shop lên 2 mã cuối cùng rồi là kết thúc chương trình livestream này rồi. Các chị các bạn nhanh tay nha. C21 nhớ là đặt một bộ trong live sẽ được giá 99.000 thôi nha mọi người nha. Tức là giả sử mình vào trễ mình mới có chọn được một bộ thôi, thì sau livestream mình xem lại mình chọn một bộ nữa vẫn được tính 99.000 một bộ mọi người nha. Ok, chúc cho Nguyễn Đức Hiếu C21 nha. Rồi người kinh doanh C lấy C21 và C18. Ok, cảm ơn người kinh doanh nha. Comment địa chỉ số điện thoại giúp shop nha người kinh doanh nha. Rồi người kinh doanh ơi, cho shop địa chỉ nha người kinh doanh. Người kinh doanh ơi, Nguyễn Đức Hiếu có địa chỉ rồi. Ok, em sẽ chốt cho mình C21 ạ. Comment C21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chưa chốt nha. Chưa chốt bộ này, các chị và các bạn ơi siêu xinh luôn nha. Comment cho em nếu các chị và các bạn hài lòng nhưng vẫn chưa chốt nha. Rồi em đặt đơn hàng nhẹ 2 bộ. Ok, C14, C20 mình nốt cho Phạm Giang nha. Ok Phạm Giang nha. Rồi các chị và các bạn comment cho em C21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em ạ. Đúng rồi, rất là xinh luôn các chị. Rồi mình chuẩn bị qua mẫu cuối cùng C22 các chị ngắm luôn nha. Rồi mình tranh thủ mình đặt nha, để được 2 bộ trong line nha. Chứ nếu mà mình chỉ lấy một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nha. Ok, để rồi. Rồi các chị và các bạn ơi, ok chị Xuân 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 à, C14, C18. Tên nữ thì Tôn Nữ Thùy Nhi ơi, cho mình địa chỉ nha. Tôn Nữ Thùy Nhi cho mình địa chỉ nha. Và tiếp theo với bộ C22 là bộ cuối cùng sẽ được lên trong ngày hôm nay các chị các bạn nha. Bao gồm một chiếc áo in hình hoặc hình rất là xinh, in chuyện tranh rất là xinh nha. Và đi kèm với một cái chân váy đỏ sập xanh, chân váy tennis có lót quần bên trong các chị và các bạn nha. Nguyên combo này có giá 99.000, áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong line nha. Mỗi combo có giá 99.000, mua 2 combo bất kỳ trong line được giá 99.000 nha các chị các bạn. Một combo duy nhất có giá là 129.000 à. Hồi nãy em đặt được một bộ rồi. Ok Nhã Phương nha, mình thấy địa chỉ của Nhã Phương rồi. Ok Tôn Nữ Thùy Nhi, mình chốt cái Tôn Nữ Thùy Nhi nhà Nguyễn Hải Linh. Nguyễn Hải Linh ơi, Tôn Nữ Thùy Nhi ơi, cho mình địa chỉ nha. Hai bạn chưa có địa chỉ đâu. Mỹ Lệ ơi, ok Mỹ Lệ nha.
chốt hàng cho Mỹ Lệ, ok. Mỹ Lệ có địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào chốt hàng cho em mà vẫn chưa có địa chỉ thì cho, thì comment cho em nha, comment địa chỉ cho em. Cho xem lại xem 14 hả? Xem 14 là bộ nào vậy chị? À bộ mở đầu đó. Ừ, áo đen với lại chân váy. Nếu chị muốn đặt cũng chị comment cho xin 14 xin thoại. Chị Thanh Tuyền ơi, chị Thanh Tuyền xíu nữa chị kéo lại like cho shop nha. Nhưng mà bộ đó rất xinh, chị muốn đặt thì mình có thể đặt ngay bây giờ luôn là xin 14 thằng số điện thoại kèm địa chỉ giúp em luôn nha. Ok. Rồi các chị và các bạn ơi, comment C22 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt bộ mà Thương đang đẹp, Thương đang mặc các chị và các bạn nha, Thương đang mặc nha. Thì đặt thêm C20 ai? Ở nhà Thương C20. Rồi các chị ơi, nhanh tay comment nếu các chị các bạn đặt hàng nha. Em chuẩn bị kết thúc live rồi các chị và các bạn ơi. Rồi C14 và C18, dạ ok ạ. C18, Sunsuna. Rồi, ok có rồi. Rồi ok, chị Sunsuna sắp phải rồi nha. Giá bao nhiêu? 99.000, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live bao gồm áo và chân váy các chị và các bạn nha. Bao gồm một combo là bao gồm một áo và chân váy. Nếu như mà các chị và các bạn chỉ mua một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Mua hai combo trở lên sẽ có giá 99.000 mỗi combo. Hồi nãy em comment số điện thoại, em không comment mã có được tính không ạ? Đúng đó thì em lấy cho. Ok nhà Phương nha, nhưng mà bây giờ em comment lại mã giúp chị đi. Tại vì chị sợ là sót hàng của em á. Chị có nốt rồi nhưng mà chị sợ cái bộ phận, chị có sẽ có bộ phận lọc. Chị chưa xem được xem 14. Chị ơi xíu nữa chị xem lại giúp em được không? Tại vì xem 14 là mở đầu like ạ. Tại vì bây giờ mà em đã chốt hàng vô kho rồi mà em lấy ra không được. Em đặt bộ đầu là bộ đen tay dài ạ. Em có gửi qua tin nhắn cho shop rồi. Dạ rồi. Bộ áo đen tay dài bộ C14 á chị. Ok. Nhã Phương nha. Em không nhớ mã. C14 chị biết rồi nha. Ok em nha. Em chốt lại C1, áp C14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp chị với. Nãy shop có gọi cho em rồi hả? Là sao? À, có ai gọi? Nhã Phương nãy shop gọi A nhã của đâu có đâu. Tại cái shop gọi A, Nhã Phương em inbox cho shop rồi. Em mới gọi cho shop thì shop gọi lại phải không? Tại vì có một bạn gọi cho shop bảo là lấy cái lấy thêm một bộ gì đó. Ok nha Nhã Phương, sau livestream này em có thể inbox cho shop để nói kỹ hơn nha. Rồi. Ở đâu vậy chị? Ở Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Shop ở Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh à. Rồi các chị và các bạn ơi, đặt C14 của em đang mang. Áp C21 của em đang mang thì comment C21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Đặt C22 của bé đang mang thì comment C22 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. 30 giây nữa em sẽ tắt live mọi người ơi. Ok mọi người ơi, bây giờ 30 giây nữa thì shop sẽ kết thúc cái livestream này. Và đây là livestream cuối cùng của có anh gì đó gọi hả? À nhà cô em nhầm rồi đó. Đâu có anh nào gọi đâu. Bên shop mình không có anh nào hết các bạn ơi. Đây là chị bên không shop à? Mình toàn chị thôi các bạn ạ. Shop mình Nhã Phương ơi, có chừng nhầm với shop khác rồi. Shop này đâu có anh nào đâu. Nhã Phương coi lại thử là có phải siêu shop không hay là shop nào nha. Chứ bị nhầm nãy giờ shop đâu có chưa gọi ai hết. Shop này chỉ có gái thôi mọi người ơi. Không có trai tới. Không có màu quần dài hả? Dạ chị Trang Trang ơi, cái mẫu màu quần dài hoặc các sản phẩm khác thì shop sẽ cố gắng sắp xếp để like cho mọi người. Và shop sẽ thông báo trên fanpage nha. Chứ hiện tại thì shop sẽ like cái combo á chị ạ. Nên là shop sẽ thông báo cái chương trình nào mà có quần dài trên fanpage, chị nhớ đón xem chị nhá. Và bây giờ thì sắp sẽ kết thúc chương trình livestream tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chị nào mà chưa đặt hàng mà chưa inbox thì inbox liền cho shop nha. Thì các chị các bạn inbox địa chỉ cho shop nha. Rồi chị nào mà còn thắc mắc gì nữa thì có thể inbox để hỏi thêm nha. Rồi tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. Các chị và các bạn nào chưa có địa chỉ thì inbox địa chỉ cho shop mọi người nha.